sáng ngày 18 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày mùng 6 tháng 6 năm Mậu Tuất, tại chùa Trường Sanh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Mỹ Tho, trụ trì chùa Trường Sanh đã kết hợp với Ủy ban nhân dân phường 2 thành phố Mỹ Tho tổ chức khám phát thuốc và tặng 200 phần quà cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn tại phường 2 và phường Tân Long thuộc thành phố Mỹ Tho, nhằm lập thành tích hướng đến kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đại diện chánh quyền đến dự lễ có ông Phạm Minh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, bà Trần Thị Mỹ Chi, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2. Để bước vào chương trình khám bệnh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã có lời phát biểu nêu lên công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh xương máu để cho chúng ta có được một nền độc lập tự do yên bình như ngày nay. Kính thưa anh Phạm Minh Trúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường 2. Kính thưa bà Phạm Thị Mỹ Chi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 2, và quý vị lãnh đạo các ngành đoàn thể của phường. Hàng năm cứ vào ngày kỷ niệm 27 tháng 7 thì đối với ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, với một lòng tri ân sâu sắc đến với các anh hùng liệt sĩ cũng như đồng bào của chúng ta đã hy sinh cho sự độc lập tự do của Tổ quốc, an bình cho chúng ta được tận hưởng ngày hôm nay, thì cảm từ cái niềm tri ân sâu sắc đó, ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đều vận động tăng ni tổ chức những cái công tác từ thiện như là xây dựng nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, làm những công trình phúc lợi dân sinh như xây cầu, làm đường, vân vân. Đặc biệt sáng hôm nay tại chùa Trường Sanh, ban từ thiện phối hợp với Ủy ban dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 2 tổ chức khám bệnh và phát quà phát thuốc cho 200 bà con hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn phường. Mỗi phần quà là trị giá 200.000 đồng. Và tới đây chúng tôi cũng phát 100 phần cho phường Tân Long. Thì nhân đây cũng xin thay mặt ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang trân trọng cảm ơn nhà tài trợ là quý Phật tử chùa Trường Sanh, đồng thời cũng trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với lãnh đạo Ủy ban dân phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tạo điều kiện đưa bà con về đây để cho chúng ta làm những công tác mang nhiều ý nghĩa nhân ngày 27 tháng 7. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tăng ni Phật giáo luôn ghi nhớ công ơn to lớn và luôn mong muốn có những việc làm thiết thực nhất để hướng về ngày kỷ niệm thiêng liêng này. Xin chúc cho bà con luôn khỏe mạnh, vượt qua những khó khăn để vui sống hạnh phúc. Cảm ơn quý lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện để công tác này được thực hiện tốt đẹp. Cảm ơn quý Phật tử đạo tràng chùa Trường Sanh đã hỗ trợ cho công tác mang nhiều ý nghĩa thiết thực này. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Phạm Minh Trúc đã có những lời cảm ơn đến Thượng tọa Thích Quảng Lộc và chúc cho bà con nhiều sức khỏe. Thay mặt lãnh đạo địa phương, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thôn Mỹ Tho, và đặc biệt xin chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Quảng Lộc, trụ trì chùa Trường Sanh, trong thời gian qua cũng đã quan tâm đến nhân dân nghèo trong và ngoài địa bàn phường 2. Đặc biệt mà ngày hôm nay thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hòa thượng thôn Cỏ Thích Quảng Lộc và quý vị Phật tử trong và ngoài địa phương đã quan tâm hỗ trợ khám bệnh và phát quà cho 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường 2. Rất mong trong thời gian tới, ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, thượng tọa Thích Quang Lộc và quý vị Phật tử tiếp tục quan tâm hỗ trợ để giúp cho đồng bào nghèo của trong và ngoài địa phương vượt qua khó khăn. Tổng kinh phí cho công tác này là 60 triệu đồng do Phật tử đạo tràng chùa Trường Sanh tài trợ.